Những chàng trai với cơ bụng sáu múi lực lưỡng, cao ráo khỏe khoắn, hay là các cô gái có đôi chân dài thon thả, làn da mịn màng cùng khuôn mặt vi lai? Theo bạn, đâu mới là nét đẹp chuẩn chỉ nhất của loài người? Câu trả lời là không cái nào cả. Trên thực tế thì vẻ đẹp vốn là một khái niệm rất mơ hồ, rất khó để có thể quy ước hay đưa ra một thước đo chuẩn mực nào. Trên thế giới có rất nhiều những quốc gia, khu vực mang quan niệm về vẻ đẹp vô cùng lạ lùng, hiếm thấy mà bạn sẽ phải bật ngửa khi nghe đến. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng tôi đi tìm hiểu top những tiêu chuẩn sắc đẹp độc lạ nhất từng được biết tới. Sẽ có rất nhiều nơi làm bạn vô cùng bất ngờ đấy ạ. Xem đến cuối video clip để biết đó là những gì nha. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Mauritania, thân hình mập mạp. Trong khi có rất nhiều người chị em phụ nữ ngoài kia đang vất vả với chế độ tập luyện cường độ cao, thực đơn ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt để có thể giảm cân và duy trì vóc dáng, thì tại Mauritania, các cô gái lại tìm cách để tăng kích thước của mình lên nhằm thu hút và hấp dẫn cánh mày râu nơi đây. Người Mauritania quan niệm rằng càng mập thì càng đẹp. Tiêu chuẩn của họ về một người phụ nữ đẹp là phải có phần bụng tròn và thân hình mũm mĩm. Cũng chính vì thế mà những bậc phụ huynh ở quốc gia này thậm chí còn đầu tư cho con cái của mình hẳn một trang trại đặc biệt để họ có thể có nguồn lương thực khổng lồ. Ước tính người Mauritania có thể tiêu thụ đến 16.000 calo một ngày, nhiều gấp 10 lần tiêu chuẩn của những người phụ nữ khác trên thế giới. Tuy nhiên, cũng chính vì tiêu chuẩn độc lạ và khắt khe này mà nhiều phụ nữ Mauritania thường mắc phải căn bệnh liên quan đến dạ dày và hệ tiêu hóa. New Guinea, các vết sẹo nghệ thuật. Một quan niệm khác về cái đẹp có thể khiến bạn phải bất ngờ, đó chính là truyền thống trang trí cơ thể bằng các họa tiết và những vết sẹo nghệ thuật của những thổ dân vùng New Guinea và một số nước khác ở châu Phi. Nghệ thuật đục khắc cơ thể này tạo ra những hình xăm trên thân mình bằng cách rạch sâu vào da thịt hay thậm chí là cắt đi một phần cơ thể. Khi những vết thương lành lại, chúng sẽ trở thành vết sẹo mang tính nghệ thuật và được xem như những hình xăm độc đáo. Trong phong tục của họ, những vết sẹo nghệ thuật này là biểu tượng của sự cao quý, tôn nghiêm và được trao cho nam giới khi họ nhận được chức sắc nào đó. Tương tự như vậy, đối với phụ nữ, đây là các vết sẹo được khắc trên cơ thể cũng được xem là một biểu hiện của cái đẹp. Nhật Bản, răng khểnh. Thông thường ở các nước phương Tây, quan niệm về một hàm răng đẹp phải là hàm răng với những chiếc răng mọc đều, thẳng tắp và trắng sáng. Tuy nhiên ở một số nước phương Đông, đặc biệt là Nhật Bản, thì định nghĩa về một nụ cười duyên lại hoàn toàn khác. Ở xứ sở hoa anh đào, Yeba, hàm răng khớp khểnh được coi là đỉnh cao của sự hấp dẫn. Người Nhật Bản cho rằng một nụ cười đẹp chuẩn là một chiếc răng khểnh và những cô gái sở hữu Yeba này được xem là rất có duyên và dễ thương. Họ cũng tin rằng những chiếc răng khớp khểnh sẽ khiến người ta trông trẻ trung và năng động hơn. Cũng chính vì thế mà nghề nha sĩ ở Nhật Bản rất được coi trọng và luôn có mức thu nhập rất cao. Iran, băng mũi. Một chiếc mũi cao với sống mũi thẳng tắp luôn là điều ao ước của hầu hết các chàng trai cô gái trên thế giới, và người dân ở Iran cũng không phải ngoại lệ. Vốn được biết tới là đất nước của công nghệ nâng mũi, vì thế không có gì ngạc nhiên khi cả nam giới lẫn nữ giới ở đây đều sẵn sàng chi trả một số tiền cực lớn để có được một chiếc mũi cao thẳng tắp theo ý muốn của họ, mặc cho giá cả để thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này là rất đắt đỏ. Đối với họ, một chiếc mũi thẳng không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ, tượng trưng cho cái đẹp, mà nó còn thể hiện cho vị thế của họ trong xã hội. Cũng chính vì lý do đó mà người dân Iran thường tìm cách để khoe với tất cả mọi người xung quanh về chiếc mũi mới sửa của họ bằng cách dán băng phẫu thuật ngay trên mũi, ngay cả khi chiếc mũi đó đã thực sự hoàn thiện từ lâu. Một số người không có đủ tiền để nâng mũi cũng sẽ dán chiếc băng này lên để giả vờ như họ cũng vừa trùng tu nhan sắc. Khayyan, cổ dài. Khayyan là một khu vực nằm ở phía đông Myanmar và thường được xem là vùng đất của những phụ nữ hươu cao cổ. Sở dĩ có biệt danh này bởi vì phụ nữ sinh sống tại đây ngay từ khi còn nhỏ đã được đeo những chiếc vòng dày cộp và nặng trịch bằng đồng xung quanh cổ. Số lượng vòng ngày càng tăng dần khi họ lớn lên. Ước tính một người phụ nữ trưởng thành ở Khayyan có thể có một chiếc cổ dài tới 30cm. Theo quan niệm của người dân nơi đây, một người phụ nữ đẹp là phải có một chiếc cổ thon dài theo đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, theo truyền thuyết, những chiếc vòng cổ này cũng có khả năng bảo vệ phụ nữ Khayyan khỏi các cuộc tấn công của thú dữ. Bộ tộc Musi, đeo đĩa mồi. Tại bộ tộc Musi ở Ethiopia, những người phụ nữ đến tuổi trưởng thành sẽ được nhổ hai chiếc răng cửa ở phía dưới. Sau đó người ta sẽ đặt một chiếc đĩa đặc biệt, dạng tròn vào môi dưới của họ để kéo giãn môi ra. Nghi thức này đã thể hiện sự trưởng thành trong việc sinh sản và độ mặn mà, chín chắn về diện mạo của người phụ nữ. Kích cỡ của chiếc đĩa càng rộng thì chứng tỏ địa vị xã hội của cô gái càng cao, đồng nghĩa là số của hormone về nhà chồng càng lớn.
Được biết đây là một trong những tập tục có thời nguyên thủy xa xưa của bộ lạc này. Theo giả thuyết thì người Musi tin rằng linh hồn ma quỷ có thể xâm nhập vào con người qua phần miệng, do đó họ sử dụng đĩa này để ngăn chặn chúng. Bên cạnh đó cũng có truyền thuyết cho rằng người Musi dùng cách này để người phụ nữ không bị bắt đi làm nô lệ. Tajikistan, lông mày nối liền. Ở một số vùng ở Tajikistan, lông mày nối liền với nhau được xem là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn hảo ở nữ giới. Nếu sinh ra không có được cặp lông mày chập làm một thì họ sẽ sử dụng một số biện pháp make up làm đẹp để vẽ hai đầu lông mày vào với nhau. Người dân địa phương tin rằng lông mày chập một là một biểu tượng chuẩn mực cho cái đẹp và là dấu hiệu cho cuộc sống may mắn. Và đó là tổng hợp những quy chuẩn về cái đẹp độc lạ của một số nơi trên thế giới. Còn bạn biết những quốc gia nào, khu vực nào có tiêu chí về sắc đẹp độc lạ nữa hay không? Hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận và tham khảo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.